À, Châu Gia Long gửi lời chào thân ái đến toàn thể quý anh chị mình nhá. Đây, quý anh chị mình nhìn thấy một gương mặt quen thuộc mà cách đây cũng đã hơn một năm trời rồi. Long quay trở lại ở Cần Thơ thì tiền đường Long ghé vườn của em Lời Nguyên. Vườn nhưng mà hiện tại thì cây gần như là em cũng ít chăm sóc, chủ yếu giao lưu các mặt hàng như gỗ này, các cái mặt hàng đồ gốm, đồ đồng quý vị ạ, đồ cổ. Thì quý anh chị mình xem cuốn video này xem có cái tác phẩm nào để mình sưu tập đó quý vị, thì mình sẽ liên hệ trực tiếp với em Lời để giao lưu. Thì đầu tiên thì anh cùng cho em Lời nhá. Xin mến chào chào anh Long, xin mến chào bà con trên mọi miền tổ quốc đang xem kênh Châu Gia Long. Thì bên em thì hôm nay cũng có một số tác phẩm để giao lưu báo giá cho bà con của mình và được sự tương tác của anh Long nha. Cũng rất mong bà con của mình ủng hộ bên em và bọn Sai Lợi Nguyên. Qua số điện thoại của em 0772 8772 78 nha. Thì hôm nay em có một số món đồ, ví dụ như là đồ gỗ, đồ gốm, đồ đồng, phong thủy nha bà con. Cũng rất mong bà con mình ủng hộ em trong clip này nha. Rồi đầu tiên vô em cũng xin giới thiệu một cái bộ bàn ghế 7 món nha bà con. Người ta cũng gọi cái bằng bộ vách đó nha. Được cẩm ốc xà cừ bà con mình xem đây. Rất là đẹp luôn nha. Thì chất liệu gỗ này là gỗ gõ. Thì hàng này nói chung là hàng xưa cũ thôi chứ không phải hàng cổ nha. Nhưng mà hàng thì làm tích và liền lạc hết luôn nha bà con, yên tâm nha. Đây gỗ thì em bao chất lượng cho bà con của mình luôn. Rồi vô đem đo cái bộ bàn trước cho bà con mình xem. Đây. Đây mấy cái hoa văn như thế này sao đây em? Hoa văn này là người ta cẩn ốc nha, cẩn ốc xà cừ của người xưa. Thì bộ bàn này tuổi đời là từ 30-40 năm nha bà con. Đây, bà con mình xem. Rất là đẹp nha. Hoa văn rất đẹp ha. Đúng rồi, người ta nhất là cái ghế này, thì ghế nhìn thấy nó đẹp hơn em. Bằng thủ công tay. Đây ghế này quý anh chị mình có thể mình nhìn thấy người ta khắc. Khắc thì người ta cẩn ốc vào đó nha. Này rất là nặng, ghế này nói chung rất nặng. Ở đây đá luôn hả? Đá này bằng đá. À. Đá này đá thấu quang luôn nha bà con. Ừ. Nói chung là khi mà mình sở hữu được cái bộ bàn này có thể nó cũng một phần là nó hút tài lộc vào nhà quý vị ạ. À đúng rồi. Phong thủy mang một chút phong thủy quý vị ha. Rồi, để em đo cái đường kính những cái từng món sản phẩm rồi báo cho bà con của mình luôn nha. Bộ bàn thì có đường mặt đất lên chiều cao là 73 nha bà con. Số tiền đấy. Rồi 73. Và cái chiều rộng như thế này là 55. Rộng là 55. Rồi. Còn cái chiều dài nha, chiều dài như thế này là 114 nha. 114. Bàn thì làm tích và liền lạc hết nha. Thì nói chung mặt hàng này thì nói chung nó cũng lớn nên bà con mình xem không rõ không kỹ thì kết bạn Zalo thêm bên em. Rồi em chụp hình và quay cho bà con mình đầy đủ chi tiết hơn nha. Và đây là đôn. Em có hai cái đôn nha. Đôn thì có cái chiều cao là 73. 73 đây. Luôn ha. Rồi qua cái chiều dài là 43 nha. Rồi chiều rộng ra là 35. Đó, bà con mình xem. Đây. Đây cái chân bàn á là dày 5 phân nha bà con, chân vuông 5 phân nha. Đây rất là đẹp nha, hàng thì bao bà con của mình là làm tích liền lạc nha. Nói chung mặt hàng này á thì chưa có qua xử lý nguyên si thôi. Chưa có xử lý nha bà con, nên về bà con mình chỉ là xài thôi nha, chứ mình không cần phải làm gì hết nha. Đây. Chưa qua sử dụng chứ hả? Đã qua sử dụng thôi. Quá sử dụng qua, rồi hả? Đã qua sử dụng, nói chung hàng này là hàng cũ thôi. Ừ. Bà con mình xem nha, chứ không phải hàng cổ. Đây, ghế thì có cái chiều cao em đo luôn nha. Từ mặt đất lên tới cái đỉnh cao nhất đó là 98. Cao 98. Còn chiều rộng ngang phủ bì luôn là 65. Đây còn chiều rộng của mặt ghế nha là 40, tầm 44 nha bà. Ừ. Đây. Chiều cao từ mặt đất lên tới ghế là 50. Đây bộ này thì nói chung cũng rất là nặng nha, cỡ mấy trăm ký nha bà con. Nguyên bộ thế này là từ cả 400-500 ký nha. 300-400 ký trở lên chứ không dưới nha. Gỗ gõ hả? Gỗ gõ, chất liệu là gỗ gõ đỏ nha bà con. Gỗ đỏ. Gỗ đỏ. Đây. Bò cái món này quá thì lại mình quay cái món khác luôn đi em. Đây. Đó bò được rồi. Rồi ok. Đây bộ như thế này á thì em sẽ giao lưu cho bà con mình, bao ship bà con mình 500 km. Nhưng mà em vẫn ship toàn quốc, nếu mà ship toàn quốc thì bà con mình hỗ trợ với ship bên em nha. Thì bộ này ship đi rất là cồng kềnh. Em bao ship bà con mình 500 km có giá là 42 triệu nha. 42 triệu đồng bao ship 500 km nha bà con. Em ship bằng xe tải nha, chứ hàng này là ship đi bưu điện nó rất là khó nha. Đây là mã số 1 đúng không? Mã số 1. Và sang mã số 2 bên này hả? Rồi đúng rồi. Đến tiếp theo là mã số 2 là một cái tấm chanh. Đây tấm chanh này có ba chữ rất là ý nghĩa nha, Đức Chí Nhẫn của theo cái lối ngày xưa của người ta. Thì được kết hợp của nó là bằng những cái con ốc xà cừ Singapore. Ốc này là ốc 7 màu, ốc nhập Singapore nha bà con. Là kết hợp là những cái con chim hoa tạo thành là một cái chữ rất là độc đáo bà con mình xem. Đây gỗ thì chất liệu cũng bằng là gỗ đỏ luôn nha. Đây em đo thông số luôn, chiều cao đó là 60. Và cái chiều dài nha bà con, chiều dài của bức tranh như thế này là 127 nha. Đây. Còn chiều dày của khung là 3 phân. Dày là 3 phân hả? Đúng rồi đây.
thôi mình xem nha. Nó rất là độc đáo của người nghệ nhân người ta. Ủa, nặng vậy à? Đúng rồi, rất là nặng. Người nghệ nhân người ta làm nha. Những cái hoa văn trên này người ta làm đúng rồi, sắc nét bằng loãng gì ta. Đúng rồi, khi bà con mình chạm vào nó không có cái độ cộm nhiều. À, nó rất là đẹp. Ốc thì bao bà con của mình ốc luôn nha. Bà con mình xem kỹ thấy những con chim và những cái cây hoa trên đây nha, nó kết tạo thành một cái chữ gọi là Đức Chí Nhẫn nha, ba chữ rất ý nghĩa. Đây gỗ khung giữa là liền khối nha bà con, liền khối gỗ của nó nha, chứ không có ghép. Giá tiền thì bao nhiêu em? Tấm này thì em giao lưu bà con mình với giá là 13 triệu. Đây hàng này thì em sẽ bao ship toàn quốc cho bà con của mình xem luôn nha. Đây mặt sau lưng đây bà con mình xem đây. Đây gỗ gõ nha. Đây 13 triệu đồng bên em bao ship toàn quốc cho bà con của mình luôn. Bà con nào mình thấy những món hàng nào mình xem không rõ không kỹ thì cứ kết bạn Zalo thêm bên em để em quay trực tiếp chụp gửi hình cho bà con mình xem thêm nha. Và đến với mã tiếp theo số 3. Đây số 3 này em xin giới thiệu là một cặp đôm. Đây một cặp đôm vuông nha, gỗ gõ được chạm hoa văn, tức là chim hoa luôn, bà con mình xem nha. Mặt là cũng là mặt đá luôn. Mặt trên này là nó áp đá vào trên này em hả? Áp đá luôn. Đây. Có mộc luôn này. Đúng rồi, có mộc. Cái này về bà con mình kê những cái chậu hoa hoặc là những cái bình hoa của mình yêu thích mình trưng lên nha, rất là đẹp. Đôm thì có cái chiều cao này em đo là khoảng 70. Đây cái đường kính mặt vuông này là 35 vuông nha bà con. Đôm thì cũng rất là nặng nha. Đây bà con mình xem rất là đẹp, người ta lộng rất là đẹp nha. Chim hoa. Đây quăn gỗ tự nhiên nha bà con, quăn gỗ tự nhiên. À, bà con mình xem. Rất là dày, cứng cáp nha. Cặp này thì em cũng sẽ bao ship bà con mình toàn quốc luôn nha. Giá là 7 triệu 500 ngàn đồng. Rồi bao ship toàn quốc cho bà con mình. Hàng này thì em cũng sẽ đóng thùng cho bà con của mình đi khi vận chuyển luôn. À, bà con của mình đó khi lên hàng đến nơi, bà con của mình khui ra, bà con của mình kiểm tra hàng trước khi mình nhận hàng giùm em. Đúng hàng, đúng chất lượng, đúng đồ thì bà con của mình nhận. Đây còn không phải thì bà con mình hoàn về cho em không tốn 1.000 đồng phí ship nào luôn nha. Rồi đến với mã tiếp theo số 4. Đây số 4 nha. Số 4 này là một tác phẩm, một bức dĩa tranh. Đây được kết hợp là những từng mảnh ốc Singapore người ta cẳng vào, được làm lên cái tích rất là hay nha. Anh hùng tư ngộ, một con chim đại bàng đậu trên một cái cây tùng nha bà con. Bên dưới này là một con hổ. Bà con mình xem đây. Thì chất liệu của nó là gỗ liền khối luôn, gỗ gõ liền khối nha bà con. Gỗ luôn hả em lời? Dạ đúng rồi, gỗ gõ liền khối nha. Ồ những cái tích ở đây nhìn người ta làm sắc nét ghê vậy ta. Ờ đúng rồi, ốc thì bà con của mình xem định giá được cái sản phẩm nha. Cái màu ốc thì bà con của mình nhìn, màu ốc nó tốt là bà con mình nhìn sẽ biết nha. Đây gỗ đường kính, cái miếng cái chanh này đường kính 40 và chiều cao bao gồm đế luôn là khoảng 52 nha. Đây hàng lành tích cho bà con của mình. Mình ship đi là ship cả đế luôn hả em? Đúng rồi, ship nguyên bộ luôn nha bà con. Quay sau thì ship bà con mình đi vậy nha. Đây bộ này em giao lưu bà con mình với giá là 3 triệu 500 ngàn đồng thôi nha. Đây cái này tiền công không cũng rất là cao và ốc cũng rất cao nha bà con. 3 triệu 500 ngàn. Đó là màu số 4 rồi ha. Rồi số 4. Và đến với mã tiếp theo. Đây mã số 5. Mã số 5 này là một tác phẩm là một con cốc thềm thừ nha bà con. Đây mang mà là một linh vật phong thủy từ xưa đến nay thì bà con mình cũng đã biết cái loại cốc này rồi nha. Giữ tiền tài cho gia đình gia chủ của mình luôn. Và đặc biệt con cốc này nó rất là lớn nha, nó rất là to. À, bà con mình xem đây, trên lưng có một cái thỏi vàng và trên đỉnh có một cái hình bát quái. Chất liệu là làm bằng đồng hả em? Chất liệu là bằng đồng nha bà con. Hàng này là bằng đồng bao bà con của mình nha. Nặng khoảng bao nhiêu ký? Nặng là 40 kg. 40 kg. 40 kg rất là nặng nha. Cốc này nói chung cốc lớn thì rất là hiếm nha bà con. À, bà con mình xem. Chiều cao là khoảng 40 nha bà con. Đây. Cao 40. Hoành chân đế này là tầm 125. Đặc biệt ở bên dưới là có 8 con cốc nhỏ nó bảo vệ nha. Đây 8 con cốc nhỏ bà con mình xem đây. Là tượng trưng đây là như là củ cốc nha bà con. Củ cốc nha. Đây là những cái đồng tiền hả? Đúng rồi, đồng tiền thỏi vàng thì giữ tiền tài gia đình cho chủ của mình. Thường thì những nhà hàng khách sạn lớn, những nhà lớn người ta thường người ta về người ta trưng để giữ tiền tài cho gia đình gia chủ mình đó nha. Ở trên nó lại còn một cái vòng bạch quái ở trên nữa này. Một cái hình bát quái. Hình bạch quái. Đây bà con mình hình dung em ơi, con cốc này rất là lớn nha, và rất là nặng. 40 kg hả? 40 kg. Đây và mộc đế đây nha bà con. Đây bà con mình xem, mộc chân đế đây nha. À. Đây. Nó có mộc trên đây đang hoàng như vậy. Mộc này là mộc lò. Đây. Đây rất là nặng nha bà con. Này ship đi cũng rất là cao. À, con củ cốc này em sẽ giao lưu cho bà con mình với giá là 16 triệu nha. 16 triệu đồng bao ship toàn quốc cho bà con của mình luôn. Nặng là 40 kg. Đây và đến với mã tiếp theo. Đây bà con mình thấy xem, bê thôi cũng rất là nặng nữa. Rồi, mã tiếp theo nha. Đây là mã số 6. Số 6 này thì em có sưu tầm về được một cái vỏ đạn. Vỏ đạn đồng xưa nha. Vỏ đạn này thì bà con mình biết cái tuổi đời của nó rồi, em không có nói nhiều bà con mình cũng hiểu rồi nha. Về bà con mình đánh bóng thôi, cái màu đồng xưa thì rất là đẹp. Đây bà con mình xem.
này chung cái vỏ đạn này rất là lớn nha. Đồng hết bằng đồng luôn em hả? Bằng đồng hết toàn bộ nha. Chiều cao là 84. Đường kính miệng là khoảng 14 nha. Hoành đế là 55. Có cái cây gì em gò gò cho anh nghe cái âm thanh của nó có anh sao? Đây bà con mình xem nha. Âm thanh rất là vang. Cái mặt hàng này về bà con của mình thường người ta tạo những cái lục bình, bình hoa lục bình, lọ lục bình hoặc những cái món đồ vật dụng mình yêu thích thì rất là đẹp, xài rất là bền, có giá trị cũng rất là cao luôn nha. Đây cái mộc đế là cái ti đấy nha bà con, cái ti của cái vỏ đạn đó nha. Cái ngòi nổ đấy. Đúng rồi, cái ngòi đấy nha. Ngòi thảo đó nha. Đúng không rồi, có nguy hiểm nữa. Đây. Cái này là nặng 11 kg nha bà con. 11 kg em giao lưu cho bà con mình với giá là 5 triệu. Đây 5 triệu đồng em bao ship toàn quốc cho bà con mình luôn. Hàng này nói chung bây giờ rất là hiếm, rất là ít luôn nha. Rồi em sưu tầm được cái giá hữu nghị, em sẽ để bà con mình cái giá hữu nghị nha. Và mã tiếp theo số 7. Số 7 này thì em có về được một cái đỉnh này là đỉnh đỉnh Kỳ Lân Đập Trái Châu. Rồi, thường người ta cũng gọi là sông Trầm vẫn được luôn nha. Rồi, với cái chiều cao này em đo là khoảng tầm là 41. Chất liệu bằng gì vậy lời? Cái này là bằng đồng nha bà con, bằng đồng nguyên khối nha. Hoành là 79. Đây. Chân cao luôn, ba cái chân cao bà con mình xem. Sông Trầm đồ ha, người ta dùng thì sông Trầm hả? À, đúng rồi, sông Trầm. Hoặc là mà làm đỉnh lưu vẫn được, hai bên là hai cái đầu nghe bà con mình xem nha. Rất là dày dặn nha bà con, rất là dày. Gò gò giúp anh lại cái quá gò giúp anh nghe âm thanh coi. Đây bà con mình xem. Đây. Cái này á, nói chung là bà con mình về mình trưng bày hoặc là mình đốt chậm cũng vẫn được luôn nha bà con. Đây cái này mang tính chất xưa cổ thì tuổi đời nó cũng tầm 20-30 năm thôi nha. Chứ không phải là hàng cổ, hàng lắm đâu, hồi xưa nó có sao thì em báo bà con mình như vậy. Bao chất liệu mình là hàng đồng. Giao lưu bà con mình tác phẩm này có giá là 6 triệu 800 ngàn nha. Nặng là 8,5 kg. Bà con mình về kiểm tra hàng trước khi nhận hàng giùm em. 8,5 kg luôn hả? Đúng rồi, đúng đồ, đúng hàng, đúng sản phẩm bà con mình nhận nha. Và đến với mã tiếp theo số 8 là một cái này là một cái hộp nghiền mực tàu xưa. Đây bà con mình xem. Đây nghiền mực xưa đó nha bà con. Cái này được khắc chữ lên những cái miếng đá đó luôn nha. Còn chiếc hộp bà con xem nha. Thường người ta dùng để nghiền mực, giết mực đó. Hồi xưa có cái viết mực, viết lóng này hả? Đúng rồi, đúng rồi. Quẹt định chữ lên đấy. Rồi chiều dài là khoảng 27 nha. Còn chiều rộng cái hộp này khoảng 16 thôi. Miếng đá này thì rất là nặng rồi, được khắc in chữ luôn đây. Nghiền mực tàu xưa nha bà con. Đây xem giùm em. Còn đây là cái hộp nha, rất là đẹp, hoa văn rất là đẹp. Thường bây giờ thì chú ý mình trưng đầy co thôi chứ bây giờ cũng không ai còn xài giết mực, nó ít lắm nha bà con. Đây mình xem rất đẹp nha. Tác phẩm này em giao lưu bà con mình giá chỉ 1.500.000 thôi nha, 1.500.000 đồng cái miền nghiền mực tàu xưa. Rồi đến với mã tiếp theo này là một cái số 9, một tác phẩm là Sông Long, được là nghệ nhân người ta làm là bằng thủ công tay luôn nha. Chất liệu là bằng sừng thật 100% nha. Sừng hả? Đúng rồi. Đây, sừng nha bà con. Bà con mình xem. Sừng của con gì thì có biết không? Sừng này là sừng bò nha bà con. Sừng bò hả? Đúng rồi. Với chiều cao này em đo là khoảng 57, chiều rộng ra là khoảng 36 nha. Đây từng mảnh người ta ghép thành, tạo thành người ta điêu khắc rất là đẹp. Ghép thành đấy nha. Nói chung là cũng công phu và kỹ thuật nhiều. Đây nhìn nó cũng rất là hồn luôn nha bà con. Đây. Sừng thật hết 100%. Giá giao lưu bà con mình là 3.500.000 đồng nha. 3.500.000 bao ship bà con của mình luôn. Rồi đến với mã tiếp theo. Đây là mã số 10. Một cái tác phẩm là cái ống điếu nha bà con. Đây ống điếu bát đó nha. Được bọc đồng thì chất liệu của nó là bằng xương. Bà con mình xem nha. Được khắc lên luôn, hoa văn rất là đẹp. Chiều dài này em đo là khoảng 39 nha. Còn cái hoành to nhất là khoảng tầm chừng là 10 phân thôi. Đây. Ống điếu hả? Ống điếu bằng xương nha, bọc đồng. Hàng này về bà con mình vệ sinh thôi, loại mình xài vẫn bình thường nha. Em làm hơi coi được không? Đây này em không biết sử dụng. Đây bà con mình xem. Giống cái điệu ha, điệu thuốc lào ha. Đúng rồi, giống điệu thuốc lào. Về bà con mình vệ sinh là xài được nha. Nó thật tế là một cái điếu. Đây. Nhưng mà xương này em cũng chưa biết rằng là xương gì, mà xương thật. Đây, hàng thủ công tay hết nha. Cái này giá chỉ 1.500.000 thôi. Bằng xương luôn hả? Đúng rồi, xương thật 100%. Về kiểm tra hàng trước nhận hàng, trước khi nhận hàng nha. Đây bọc đồng hết luôn nha bà con. Ok. Đây. Rồi đến với mã tiếp theo. Mã tiếp theo số 11 này em có một cái tác phẩm nha. Đây là một cái chiếc thuyền chiến hạm đội. Cái này là của những cái người nghệ nhân người ta tạc hình từ những cái vỏ đạn đồng xưa. Ở đây bà con mình xem nha, rất là đẹp luôn. Ở này thường người ta dùng để trưng đầy co đó nha bà con. Trưng đầy co thì rất là đẹp nha. Chiều cao này em đo là khoảng 30, chiều dài tổng thể luôn đó là 52 nha. Còn chiều rộng ra là tầm 14 đi. Đây từ những vỏ đạn nha bà con, kết hợp với những cái kim loại
có kim loại nha, đặng người ta mà khi người ta chấm người ta hàn lại, đặng cho nó bám dính lại với nhau đó nha. Cái này là cái hàm đùi này của Việt Nam hả em? Đúng rồi, có lá cờ Việt Nam luôn đây nha. Cái ga đa cũng có luôn. Có lá đá luôn này. Ờ à, đúng rồi. Này xoay xoay vòng bắt được sóng nào. À, đúng rồi. Thường người ta trưng đề co. Mình xem. Cái này từ người ta lấy từ bánh vỡ tới cái càng đó nha, cái càng người ta kết thành. Nói chung nó nhiều loại vật dụng đó, kết hợp lại thành một tác phẩm rất là đẹp. Đây. Hay ha. Đây, bọn mình xem nha. Tác phẩm này em giao lưu bà con mình giá là 3.200.000 đồng nha. 3.200.000 bao ship bà con của mình nha. Rồi đến với mã tiếp theo. Đây mã số 12. 12 là em có một cái chiếc xe tăng sắt giáp luôn. Đây cũng làm từ những cái vỏ đạn đồng xưa nha. Vỏ đạn bây giờ cũng rất là hiếm nha bà con. Người ta đi sưu tầm cũng bây giờ cũng không có nhiều đâu. Đây chiều cao khoảng là 16 nha. Dài tổng thể luôn là 30. Chiều rộng ngang là tầm 15. Đây vỏ đạn đồng xưa và kết hợp với những mà kim loại vô, người ta hàng đã thành một cái chiếc xe tăng sức giáp rất là đẹp nha. Giá thì chỉ có 2.200.000 thôi. Đây 2.200.000 thôi nha bà con. Đây bên em bao ship bà con của mình luôn. Rồi đến với mã tiếp theo số 13. 13 này thì em có một cặp đèn. Đây đèn dầu, hàng này là hàng Âu nhưng mà hàng Âu gần đây chứ không phải là hàng xưa, hàng cổ nha. Có sao báo bà con vậy nha. Đây nhưng mà bao bà con mình là hàng Âu. Đây. Dùng đèn dầu hả em? Đây dạ. Cái này sử dụng dầu hả? Đúng rồi, mình châm dầu cho là mình xài thôi. Nhưng mà cái này con xài được không? Bao xài luôn cho bà con mình luôn nha. Đây về bà con mình chỉ có việc mình châm dầu là xài thôi. Cái này tim em cũng gắn sẵn rồi. Họng là bằng đồng, chân bằng đồng luôn. Cái này là nguyên con ghim nha bà con. Ồ dưới cả khối đồng như thế này luôn hả em? À, đúng rồi, chiều cao là 59, cái bầu là bầu pha lê. Đây, hoành bụng là khoảng 42 nha. Cặp này thì em giao lưu bà con mình với giá là 4.700.000 thôi nha. 4.700.000 về bà con mình châm dầu vô là xài bình thường luôn nha. Rồi đến với mã tiếp theo số 14. 14 này em có một cái bình voi, bình gốm nha bà con. Hàng này là cũng nói chung hàng đắp tay vút tay. Đây cũng qua thời gian 5 tháng rồi nha. Cho nên là cái màu nó cũng qua theo thời gian nó sẫm xuống. Về bà con mình trà đánh bóng lại thôi nha bà con. Đây tích này là hai người, có hai người ôm nhau nha. Đây với chiều cao này em đo là khoảng 39. Hoành như thế này là 88 nha. Hàng thì lành tích liền lạc nha bà con. Cảm ơn người qua gò gò nhà nhà chụp anh. Đây anh nghe cái âm thanh gỗ của như thế nào? Đây, cái này rất là dày. Đây rất là dày. Đây, chôm đế này bà con mình xem. À, lên lành ha. Đúng rồi, làm tích liệt lẹt hết. Đây là chầu cao, tích chầu cao. Cái này giá giao lưu bà con mình là 2 triệu nha, 2 triệu đồng. Đây, bao ship toàn quốc bà con của mình luôn nha. Tích chầu cao. Rồi, đến với mã tiếp theo là số 15. Đây cũng là một cái chiếc bình voi. Bình voi này mẫu là Song Long, hai con rồng. Ừ, mình xem rất đẹp nha. Với chiều cao như thế này em đo là khoảng 45. Chiều ngang là tầm là 30-36 đi. Cái hoành bụng như thế này là 83. Đây gốm lành tích và liền lạc nha. Hàng đắp tay thủ công bà con của mình nha. Đây bình voi rất là to cho ông đế đây nha bà con. Rồi chiếc bình này em giao lưu bà con mình với giá cũng chỉ là 2 triệu nha, 2 triệu đồng. Đây bên em bao ship bà con của mình. Rồi bà con của mình những mặt hàng nào xem không rõ không kỹ thì kết bạn Zalo thêm bên em để em chụp hình cho bà con mình xem thêm nha. Qua số điện thoại 0772877278 nha bà con. Và mã tiếp theo này là 16, này là một cặp ché. Đây ché này là hàng của Tàu Quế Tai, hàng này cũng hàng cũ đó nha bà con, xem giùm em. Tích là tùng hạt, những con hạt tây vẽ nhìn rất là hồn luôn nha. Với chiều cao này em đo là khoảng 50. Hoành bụng này là 80 nha bà con. Hàng và làm tích là liền lạc hết. Đây không hề nứt mẻ tóc gió chỗ nào. Bà con mình trước khi nhận hàng kiểm tra hàng, nếu mà thấy mẻ nứt bể cứ hoàn về cho em nha. Không tốn 1.000 đồng phí ship nào luôn. Đây bà con mình xem chôm đế đây nha bà con. Rất là đẹp. Hàng này là làm tay vuốt tay vẽ tay nha. Em có một đôi. Đây một đôi như thế này là giá là 3.700.000 nha bà con. 3.700.000. Là hai cái hả em? Rồi, hai cái một cặp 3.700.000 bao ship bà con của mình. Bao kiểm tra luôn. Và mã kế tiếp. Đây là số 17. Đây em có một cặp bình hở một cặp ché. Tích là tùng hạt Trường Xuân. Bà con mình xem nha. Giờ phía bên nó cùng một cặp luôn hả em? Đúng rồi, có nguyên một cặp. Đây em quay trước một cái đi rồi em sẽ mở một cặp cho bà con mình xem. Đây rất là to khủng nha. Chiều cao này là 65. Đây ché 65 nha. Hoành bụng như thế này là 106. Hàng này là tích liền là không hề nứt mẻ tóc gió chỗ nào. Hàng này là hàng Quảng Ninh nha bà con. Quảng Ninh là tuổi đời của nó cũng tầm 20-30 năm nha. Đây hàng lên lành hết luôn hả? Lành tích liền lạc, bao bà con mình là hàng vẽ tay hết 100%. Đây, con mình xem tùng hạt nha. Và chôm đế đó bà con mình xem. Đây. Hàng Quảng Ninh là chôm đế có mọc chữ A hoặc là mọc số la mã nha.
Đây một cặp đang đối với nhau, chẻ cao 65. Đôi này em giao lưu bà con mình 6 triệu 600 ngàn nha. 6 triệu 600 ngàn bao ship bà con của mình. Mã tiếp theo số 18. Đây là một cái chiếc bình này là bình vẽ rồng. Đây, vẽ rồng rất là đẹp, vẽ rồng màu luôn. Thì gốm này là gốm chu đậu nha bà con, gốm chu đậu. Gốm này nói chung là cũng thời gian qua rồi, năm 2000 thì không còn sử dụng nữa nha. Không, cái lò nó đã ngưng hoạt động luôn rồi nha bà con. Nói chung cái hàng này là hàng cũ luôn rồi nha. Thôi bà con mình xem rất là đẹp. Hai mấy năm hả? Cho hai mấy năm đi hả? Đúng rồi, từ 20 năm lên nha. Tại vì cái lò của nó không còn sản xuất nữa. Với chiều cao này là 60. Đường kính miệng này là 20 nha. Hũ bì luôn 21. Hoành bụng này là khoảng 87. Đây, vẽ rồng rất là đẹp. Vẽ tay nha bà con, vẽ tay và vuốt tay luôn. À, bà con mình xem đây, chung đế. Hàng này hàng vẽ tay không? Đúng rồi, vẽ tay vuốt tay bao bà con của mình. Cái tên này dùng năm thì nó chưa được tiến tiện, nhưng bây giờ người ta toàn dùng thủ công không à? Đúng rồi, đây bà con mình xem rất đẹp, làm tích hết nha. Đây. Giá giao lưu bà con mình chiếc bình này là 4 triệu 200 ngàn nha, 4 triệu 200 ngàn. Và đến với mã tiếp theo số 19. Số 19 này là một cái pho tượng này là bằng đồng nha bà con. Đây, bằng đồng, cái này là quân sư Gia Cát Lượng. Trong thời Tam Quốc Chiến đó nha, bà con mình xem là cũng biết rồi nha. Lúc mà ổng hô mưa gọi gió. Bà con mình xem chất liệu là đồng nha. Đồng nguyên khối luôn ta, đồng, đề dưới đồng luôn không em? Đế đồng luôn, từ đế tới là đồng hết. Làm em gò cho em coi âm thanh của nó coi nó làm sao. Đây, rất là dày dặn. Chiều cao này em đo là khoảng 45. Chiều ngang như thế này là 38 nha bà con. Hoành chân đế là tầm 65. Tác phẩm này nặng là trên 7 kg nha, trên 7 kg. Ngày đồng lượng, này về, đúng rồi, về đồng này bà con mình đem lên tiệm đánh bóng chày vệ sinh lên thì nó sáng màu đồng lên thì rất là đẹp. Đây, nói chung đồng này là đồng cũ thôi, em để nguyên si giao lưu bà con mình nha. Mình dùng chanh và muối mình tẩy nó ra thì nó sẽ sáng bóng lên thôi nha. Đây, rất là đẹp. Tác phẩm này giao lưu bà con mình với giá là 3 triệu 500 ngàn đồng bao ship bà con mình luôn nha. Và đây cũng là tác phẩm cuối clip ngày hôm nay. Bonsai Lại Nguyên cũng xin mến chào bà con nha, mến chúc bà con mình có một buổi xem kênh thật là vui vẻ. Em cũng rất mong bà con mình ủng hộ em trong clip này nha. Thì trong lúc thời gian quay clip có điều chi sai sót, rất mong bà con mình thông cảm nha. Em cũng xin mến chào, hẹn bà con mình những clip kế tiếp ạ. Ok em, Long kết thúc clip quý vị nhé. Nay chia sẻ một video cho nó thay đổi không khí ở trên kênh. Thì mong quý anh chị mình xem được cái sản phẩm nào thì ủng hộ cho nhà vườn bonsai Lại Nguyên. Ok em ha.